Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 24 giờ. Chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin mới nhất, chính xác nhất mà bản tin 24 giờ sẽ mang đến cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin 24 giờ. Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin ngày hôm nay, bản tin 24 giờ xin chuyển đến quý vị khán giả những thông tin mới nhất về tình hình thời tiết trên cả nước. Nhiều khu vực có mưa dông, đề phòng lốc sét và mưa đá. Thưa quý vị và các bạn, các địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa dông kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Theo dự báo thời tiết hôm nay của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các khu vực trên cả nước dự kiến sẽ có mưa rải rác, riêng Hà Nội và Đông Bắc Bộ có gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Dự báo chi tiết các khu vực, Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa rào vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Phía Nam chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Phía Bắc có nơi trên 31 độ. Tây Nguyên nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Thiên tai gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng tới các địa phương. Theo Thông tấn xã Việt Nam, tính đến 16 giờ 30 phút ngày hôm nay, mưa to, dông lốc, mưa đá, gió giật mạnh đã gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại các địa phương như hoa màu gãy đổ, gia súc chết, nhà bị sạt lở. Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam tại các địa phương, tính đến 16 giờ 30 phút ngày hôm nay, mưa to, dông lốc, mưa đá, gió giật mạnh đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại các địa phương. Cụ thể, mưa to, dông lốc, mưa đá, gió giật mạnh đã làm một người mất tích do chìm thuyền nan trên biển. Ông Nguyễn Văn Thờ, sinh năm 1971, trú tại thôn Trung Thành, xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Hai người bị thương ở huyện Quế Phong, Nghệ An. 1.003 nhà bị tốc mái hư hỏng ở Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Nghệ An, Quảng Trị, Bình Thuận, Đồng Nai. Cùng với đó có 7.581 ha lúa hoa màu bị thiệt hại tại Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Thuận. 1.005 mét mương bị sạt lở tại Lào Cai, 3 tàu bị chìm và hư hỏng, Quảng Trị 2, Thừa Thiên Huế 1, 16 con gia súc bị chết tại Hà Giang. Tại thành phố Cần Thơ, khoảng 3 giờ ngày hôm nay, vụ sạt lở bờ sông đã xảy ra tại khu vực ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, khiến phần nhà phía sau của 7 hộ dân bị sụp đổ xuống sông Cần Thơ, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 10 tỷ đồng. Ngoài ra, có 2 người chết và mất tích trên biển tỉnh Quảng Trị. Hiện tại, địa phương chưa xác định được nguyên nhân và đang tổ chức tìm kiếm. Theo báo cáo của Điện lực Trị An Đồng Nai, cơn mưa lớn kèm theo dông lốc xảy ra vào chiều ngày 8 tháng 5 đã khiến hơn 7.600 hộ dân thuộc thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai bị mất điện. Sau khi xảy ra sự cố, Điện lực Trị An đã bố trí lực lượng kiểm tra xử lý đóng điện trở lại tuyến chính. Đến gần 16 giờ cùng ngày, đơn vị đã cung cấp điện trở lại cho gần 7.300 khách hàng. Chiều tối cùng ngày, Điện lực Trị An vẫn đang cô lập trạm biến áp dân cư thị đội để xử lý và vẫn còn 355 khách hàng đang bị mất điện. Cùng ngày, tại thành phố Biên Hòa và các huyện lân cận như Trảng Bom, Định Quán, cơn mưa lớn bất ngờ ập xuống khiến nhiều nơi bị ngập nặng. Một số tuyến đường ở ngoại ô thành phố Biên Hòa như Đồng Khởi, huyện Ái Quốc, quốc lộ 51, đoạn qua phường Long Bình Tân bị ngập sâu, nhiều nơi các phương tiện không thể di chuyển qua lại được. Ghi nhận nút giao thông đường Đồng Khởi, Bùi Trọng Nghĩa và khu vực công viên 30 tháng 4 thành phố Biên Hòa bị ngập nặng nhất. Nước cao hơn nửa bánh xe và chảy xiết khiến cho xe cộ đi lại hết sức khó khăn. Nhiều xe máy chết máy phải dắt bộ qua vùng nước ngập. Ngoài ra, mưa lớn kèm theo dông lốc cũng khiến một số hàng quán bị tốc mái, quán ăn bị đổ sạp, hàng chục cây xanh bị ngã đổ. Một số người dân sống ở phường Hiệp Hòa, Bình Đa và An Bình, thành phố Biên Hòa cho biết trong cơn mưa có xuất hiện mưa đá. Tuy nhiên, các hạt đá nhỏ và trong thời gian ngắn,
không gây ảnh hưởng nhiều. Ông Nguyễn Phúc Huy, giám đốc Đài khí tượng thủy văn Đồng Nai cho biết, chiều cùng ngày thành phố Biên Hòa, các huyện Vĩnh Cửu, Định Quán đón cơn mưa lớn, đặc biệt rất lớn. Đây là trận mưa lớn nhất từ đầu năm đến nay. Theo đó, lượng mưa đo được tại Biên Hòa đạt 54 mm, tại trạm Phú Hiệp, xã Gia Canh, huyện Định Quán đạt 111 mm, tại Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đạt 109 mm. Ngoài ra, các nơi khác cũng ghi nhận lượng mưa từ 13 đến 51 mm. Đối với tình trạng mưa đá, ông Nguyễn Phúc Huy cho biết, tại các trạm khí tượng không ghi nhận nhưng có thể có, bởi mưa đá diễn ra trong thời gian rất ngắn, chỉ vài phút trên diện hẹp. Ngày hôm nay, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lớn, dông sét kèm theo gió giật mạnh xảy ra trên địa bàn huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Theo đó, ngày hôm qua tại một số xã Đa Cai, Sủng Nhơn, thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh có mưa to. Trong mưa kèm theo dông, sét và gió giật mạnh với cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng tương đối rộng. Do mưa lớn, dông sét xảy ra nhanh kèm theo gió lốc giật mạnh bất ngờ và xảy ra vào rạng sáng nên việc chỉ huy ứng phó không kịp thời. Mưa gió không làm thiệt hại về người nhưng khiến hai ngôi nhà và một số máy móc trang bị văn phòng phẩm của người dân bị hư hỏng. Mưa to gió lớn cũng đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân trên địa bàn. Hơn 300 cây sầu riêng 5 đến 15 năm tuổi bị gãy đổ hoàn toàn, hơn 500 cây khác bị gãy ngọn, cành rụng, trái non rụng. Tại thôn 10, xã Đa Cai, ước tính sản lượng sầu riêng bị thiệt hại khoảng 1.000 tấn. Ngoài ra, 25 hectare khoai lang chuẩn bị thu hoạch cũng bị ngập nước. Tổng ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 62 tỷ đồng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức giúp đỡ người dân di rời đến nơi an toàn, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Để tiếp tục ứng phó với các loại hình thiên tai, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Các địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa dông kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, đồng thời tổ chức trực ban, thường xuyên nắm bắt tình hình thiên tai, báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia về ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn. Mưa to kèm dông lốc gây nhiều thiệt hại tại Tuyên Quang. Kính thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của không khí lạnh, rạng sáng nay trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra mưa to kèm theo dông lốc trên diện rộng, gây nhiều thiệt hại cho người dân. Cụ thể, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang, mưa to kèm dông lốc đã làm cho 88 ngôi nhà của các hộ dân ở hai huyện Lâm Bình và Sơn Dương bị tốc mái, hơn 30 hecta lúa, ngô, rau màu bị ảnh hưởng, 3,7 hecta cây lâm nghiệp bị gãy đổ, nhiều tuyến đường giao thông liên xã bị sạt lở, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Ngay sau khi mưa lớn xảy ra, Ủy ban Nhân dân các huyện có thiệt hại đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, thu dọn tài sản, lập lại mái nhà cho các hộ dân bị thiệt hại, khẩn trương khắc phục các tuyến đường giao thông bị sạt lở, đồng thời phân công cán bộ chuyên môn tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết, sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó, hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống, đảm bảo an toàn tuyệt đối tài sản và tính mạng của người dân. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Tuyên Quang, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, các khu vực trong tỉnh dự báo tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và dông hết ngày hôm nay, lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 70 mm trên một đợt. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đặc biệt, mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, ven suối, hồ đập, khu vực trũng thấp có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra. Đồng thời kiểm tra, rà soát, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn công trình giao thông, thủy lợi, chủ động các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình thời tiết của bản tin 24 giờ ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất cũng như các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất trên những video tiếp theo. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của bản tin 24 giờ. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe, một ngày làm việc đầy hiệu quả và năng lượng.